Mấy này độ má thì không không chuyên nghiệp rồi. Đây là lên. Okay. Không có sự chiếu đi. Xả vô đi sáng phải đi sếp. Đi đó là đủ mắt nó thấy rồi. Cái nội tại đó, cái nội tại. Mình di chuyển nhẹ nè. Theo mình luôn nha. Rồi. Có mắt rồi nó mất mắt rồi. Hai cho thằng tổ. Đủ mấy bao game nãy giờ nói nó đéo nghe. Cho thằng tổ. Thì đây mà nó không nghe đâu. Đây nãy nó bao game. Dạ. Nãy bao có tí à. Có game có tí. À, điệp mạng mày bên kia có thể chơi chiến thuật đó, điệp mạng mày giả bộ bao game xong đồ má để cái mức độ delay chậm thêm xíu. Đi bên đây. À, để là trả lại mắt á. Không cần. Phải nâng quy hay đúc? Nâng đúc rồi. Chơi đâu ra. Mình cầm tăng tốc nha. Bỏ cần qua đâu nó thôi nha. Cảm ơn nha. Cố gắng lên em trai nhé. STB siêu win. Xong dưới nha. Đeo mày ra. Đây là lên. Thì đốt luôn, lấy lá luôn. Rồi. Rồi bóp thì bóp. Nó chỉ ăn được bóp thôi đó. Năm đây rồi. Bởi vì cái lá 2 triệu rồi giấy nha. Đủ cái này. Đủ nha. Cái này nó chỉ ăn được bóp thôi đó. Đánh 2 man. Đánh 2 để mình chết à, gần đó đâu. Chết được đó đây. Lên nha. Là nó bà lô à. Né qua nhẹ cái. Rồi nó cái thoải mái ở trên này đi rồi. Không, tao ghé rồi lấy máu rồi. Đó rồi. Bóp sẵn thoải mái. Nghe nha. Lô nha. Rồi nó cái lô đó. Lên lên nữa. Chim này xong, chim này bố bên xong. Được cái này khác. Chim này bố bên xong. Được không bác? Bên cạnh. Nó chân nè. Ok. Bây giờ thích con lá. Có bán kẹo mà cái má hai triệu rưỡi bác ơi. đang phá kẹo để chơi mà. À, đã nặng dính lại tiền bạc chưa? Chạy đây. Chạy đi. Con mắt đây lên. Nè, tao đánh này cho con mắt nè. Đó, con mắt đây. Lên nữa cho lính lên, cho lính lên. Đẩy đây nè, đẩy đây. Đẩy đây được nó tại đó. Nó không làm được gì hết đâu. Các bạn luôn. Nó có kỳ sớm với lại hồi máu á. Rồi nhả về. Thế bút chúng ta chết luôn nè. Chết rồi không vậy? Đây. Tao có đàm đâu nha. Này. Được quá ta. Được quá kìa. Cái cục tăng nha. Rồi. Bào luôn. Được quá thầy ơi. Má bên đó version 2 rồi. Được quá đâu, ăn được mà. Nè, phải nhìn cái lượng tiền mình làm phải biết ăn được hay không nè. Lấy nhẹ 1.8 về. Ủa 1.6 vậy? Lấy bắt về canh đẩy nha. Mình đang lòng á. Em hai quay này sao anh động á. Ok, bảo nhá. Kiểu đâu khác chết được mẹ cũng không thua ngon rồi. Thắng trận đây, thắng trận ngay rồi là gặp bóc rồi á. Em vô địch xong trường 2 triệu rưỡi em phát ngay xem nào. Ok. Nổ làm cái em phát lúc anh em mình đi rồi. Sao đây em biết là em vừa phá 2. Ai biết kìa, biết kìa. Đó, xài nào
chám cho bé Linh về. Ê bó miếng nè. Rồi em ba mít em có kẹo anh em. Sorry sorry. Hôm nay sẽ đến rồi có cái đó. Hello. Bố đi ra, thằng bà hai chứ à? Lê. Không ông lính gì mà. Nó mình chém đường nó đang đâu? Nó bỏng nha, đường nó quanh đây nè. Nó bỏng á. Ai là gì làm đấy? Thôi che má đi Sena. Che má à? Thôi để che má đi. Lên trên ơi. Này sao thương? Nó mới bắt về nha. Nó tới kìa. Ra chơi, ra chơi. Chơi, không lát kìa. Sao thường tới. Ê, lại luôn, sao thường. Đánh luôn. Má bây giờ tao lát nên lát đẹp hơn. Má đang trụ bắn đau quá à. Hai. Má trụ bắn đau quá. Xí ba. Không trụ bắn tao đau quá à. Ta tưởng được mà cái hồ máu tao chạy ra là vừa chứ. Không phải non mà là cái quả đó mà mình nghĩ là không có đủ chứ, trụ nó mới bắp đam thêm. Đừng có bù với chứ kia thắng nha. Không có. Mới trận đầu thôi thì cả mình chặn đường còn dài, 50 triệu còn dài lắm, còn xa lắm. Đó chỉ là sự khởi đầu thôi. Phải là lên rồi phải. 50 triệu còn xa lắm. Sự khởi đầu thôi. Anh có lợi nha. Lấy máu đi, anh có lợi nè. Bọt vô đáy rồi nè anh bọt. Máu lợi, e đúng rồi chết rồi. Xe bên đây. Bây giờ mấy cái quay này đừng có đẩy xe nè. Mình đúp là nó chết, cứ đúp là nó chết nè. Ai mình sáu là giết á nha, mình sáu là bắn rồi giết á. Nè, sáu này, xe nè. Đừng nó trên rồi nha, đừng nó sáu. Chết rồi. Ok. Dừng thử, dừng nó khấu bên trên. Dừng thử nó khấu bên trên á. Nó đang lù á, nó đang lù. Sao mà lùi đi á. Vậy đẩy đây, đẩy đây. À, không thấy trên lù à, có chừng golem á. Alo, nghe không? Né đi. Alo. Sao nãy giờ nó đéo trả lời ta. Mẹ. Anh nhớ mùa đông ấy. Anh hỏi tai nghe sao để anh nói ta. Chập ba em bấm biết nè. Hàng lần đó trên này á. Đi vào đây nè. Nè, đi vào. Bắt top nha, bắt top nha. Nó còn gì không? Chừng nó chạy ra mít đó anh. Con à. Cái tốt nè, thằng tốt nè, tốt nè. Trời ơi. Mày tất cả mày. Nó biết nó đi vụ. Trời ơi. Nó về. Tí chạy. Dở. Mình đang xuống đây. Ok. Ô tô. Ủa kìa con mẹ em có kẹo mà. Chạy lên xuống bóp này. Đo đủ má cho nó chạy em nha. Nãy luôn. Vô địch mẹ rồi. Phải đồ tích. À, trên xe nè. Rồi, cái đồ tấm lắm. Tham nó đi. Cậu mấy thông tin. Chạy lên. Thằng xe nè không có bát nè. Đây luôn, mất kỳ sức rồi. Đây. Ok. Nó chưa có rờ đâu. Hai đây nó không lá luôn nha. Tùng kia được sức mạnh. Được rồi, chưa có. Này tuy dễ nhưng mà nó chỉ là mức ở đầu thôi.
Bút rồi đờ cái màn này bút rồi nghe mày. Màn này bút. Cũng do anh đậu mẹ. Nhưng mà dù vậy là chú không được chú quen nha. Không coi là mình quen thắng cảm cái không được bên địch luôn. Chú có cắn lụa. Cắn cái lụa mình đấy. Cái chiến thắng này là nó đang cắn vỏ mình đó. Ở phía đồ tích ở trên rồi nha. Rồi, mạnh cái bó luôn nè, mình có rền nữa nè. Đúng rồi. Mẹ mày nó đang cám vỏ mình đó nha. Không ngủ quên đi. Đi đi 1 2 được. Mày đi ra xong mày toàn rồi. Được quá ta, được mẹ mày. Ba lét hay gì vậy? Anh Nghiêm nói chặt này thôi, anh Nghiêm bán cho 5.000 đô mẹ. Bán trên nào cũng được. Dòng dưới có được nè. Kinh tế năm nổ xem nè. Để kinh tế trận đầu đi. Lê. Hả? Anh em kem kem này thua. Đâu thua mà. Là 5.000 đô. Vậy để mình bán trận đầu. Ui giời cái gì mà bán luôn á. Giải, giải vô địch có 50 triệu bán cái được 5.000 đô. 5.000 đô là đủ quá, 5 hàng cộng lại 1 tháng lương có 5 hàng cộng lại á. Suy nghĩ đi. Trời nó đi. Mệt. Thôi thôi. Sena ơi, 5.000 đô kìa. Sena, cái gì đó. Rồi sao quy phải lấy 5 bắt đó Sena, mình cung nó lâu hơn. Cung lâu hơn đâu. Đi ra anh tụi má mày ngắm lỗi tiền trong. Cung lâu hơn đâu, cung nó chỉ lên 3 lần nha. Thì mình chả phải đủ hết. Mình bây giờ ví dụ mình thua mình liếm cái bộ câu của anh hai em được không? Cung lẹ hơn. Ai mình về cái nha. Đổ 5 cái này hơn. Mày ảm mét tôi tăng mọt đây. Đi đừng có quăng nha anh em, lay là dễ thua lắm á. Red nó sắp ra kìa, em có tà le nè. Dở. Nó không rờ đâu. Nó không rờ nữa nè. Canh đánh Red nó được á. Red nó được mày. Vô cái bọn. Ồ. À, phải Sena không vậy? Mày vết hết rồi, không phải Sena. Sena tìm được cái vị trí của mình rồi. Tham béo vô, tham béo vô. Mình vẫn chưa thấy Sena tham một miếng nào. Thằng AD nó đâu, Flash thằng AD nó đâu. Chơi với nị vậy mà nị cho Sena đánh chính là chết rồi. Canh lên ăn sứ giả nè. Ai ra được nè lên ơi. Rồi ai cũng có phần luôn, khỏi giật nhau luôn. Lên 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 lên. Ôi. Chơi mày, mất lát á. Đi vào. Đây mà mày có video tích ra là nó tự tin nó lao lên. Ê, mất đồng nha. Bắn rồi, mày như bích pro luôn. Đây xuống bó này. Bó luôn á. Bò canh lên giết này nè, anh bò rồi. Mất lát sao thường. Đi bàn. Không lát nó Sena với lên. Đó con mèo con liền. Đi ơi, đó. Không có rồi, miếng nó ra Sena. Cái này còn giải hay vậy? Cuốn nó bánh xe. Này sao được? Con xe này đòi hỏi cái kỹ năng lắm. Bắn là phải nhắm một con mắt mới nhắm được. Chạy đi bro. Phía đồ tích không rời nha. Nó bên này nè, Mohamed. Ui. Anh có mắt không anh? Chấm rồi. Má, chúng ta nè. Thôi, cái này đâu rồi, cái mặt này.
Trời ơi nó đi rồi. Chơi không? Chơi không? À coi chừng cá sò nó dưới boss đó nha. Chơi không? Đây ok. Lấy được chủ mét rồi. Trời ơi, vậy nó bóp mình rồi. Rip đã đỡ mình rồi, rồi chúng trước đã. Không lát nha, không lát nha. Đợi đợi Cassidy đẩy vô dưới nè. Đây nè nè, ê canh xuống boss nè anh, Sena Sena. Am coming. Địt con mày nó quánh mất mắc nghe rồi. Ôi, địt mày ra xỉa nghe, mất nghe ta. Mất chinh rồi. Trời đủ cắm. Không lấy mắt rồi. Trời trời. Trời. Nó rùm ra. Này 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 này. Thằng à, thằng sinh ra công lát à. Mày tí mà gặp cái thằng lồn thách đấu là bị búa mặt thằng nào không như cứt hết. Mày làm tin nào. Con Sivana này nó không làm lấy giải đâu nha. Bravo. Sao nãy rồi á. Nãy rồi, nãy rồi, nãy rồi. Sena rồi mà bị bóc tay mà. Nó mất lát á, thằng này mất lát nè. Thằng này mất lát luôn. Thăm mình đâu, tôi chưa thấy thăm mình. Trời ơi đó, cứ ngủ quên chiến chiến thắng, cứ thắng cái độ mà hay thắng cái là được mày bỏ qua mấy cái cơ bản. Đó, có cái suy nghĩ đủ rồi là chết đó nha Sena. Cái gì mà mở phải nói đường câu mà mày. Ủa mày cảm thấy đủ rồi. Trời ơi trời mà nó không bao giờ đi xa được. Không tin là Sena luôn nói luôn chứ. Cảm thấy đủ rồi hiểu. Thôi để mình tham cho, để mình tham bên cho. À 20. Bot mid. Để mình tham cho. Bán được chắc luôn. Ờ đó rồi. Không nó làm gì đâu. Rỡ li lính rồi. May là con này mà mày có mù nhìn này không phải của anh Khánh rồi. Để ba lên rồi đi. Để ba lên rồi. Có mù nhìn này có anh Khánh là bỏ mà. Ok ok anh ok. Nó bù lên top hết rồi. Và 20k đây 6 lương rồi. Đi làm cái boss, đi làm cái boss. Đầu ngang đường tắt hết trong 3 tiền nữa. Đủ 12 luôn quả hồ, ai đi 2. Đó, đủ rồi em. Chưa, về 20 giây, 20 giây, 20 giây. Ê, Sena, rồi cho đánh luôn nè em, Sena. Ai vậy? Ba. Vào này. Hay quá bà ơi. Ông dễ bê bỉ. Ai cho bên cho Sena bên ta kêu nè, cho bên ta nè. Cho nè. 1 2 3 vô. Ai tạm biệt đó. Trời ơi đủ má nghĩ gì. Thôi bê. Thôi là để ba mày chú ông chăm chỉ. Trời ơi là trời. Thôi tôi về luôn bê con cặc gì nữa. Đủ. Ok rất chắc. Đó đúng kiểu Sena 15 phút đầu luôn anh em. Rồi mà 15 phút đầu tham báo các kiểu nha. Không thấy lợi thế cái là bắt đầu bỏ à. Luôn rồi nè. Nguyên nguyên chứ rồi lỡ phe mới đặt vô trường hợp bị lật kèo chứ. Có thể là mở viện nó có được. Nhà chính chưa nổ là chưa
chưa chắc đi mà mày đập mình đấu win. Mày ăn để mai đi, mày ăn mày gặp chiến binh bóc đi. Xem thầy bóc này. Bóc như cũ đó, bóc bóc như đội hình hôm qua tụi mình coi đó. Bóc cái kiểu đấy. Mẹ mình ăn support đấy. Ăn support. Giam Senna cũng cũng lần mà. Giam Senna đồ nó chỉ còn là cái tên thôi. Giam Senna, giam thì bóp giam Senna. Thôi anh bọt trẻ mà. Thì dễ bảo. Nó nghĩ bên ở trong cái đội hạng 8 là đồ nó được cái dễ anh rồi. Được rồi anh ơi. Trời ơi, đừng mà mày như nhảy cò cò vậy. Mít nó là gái, 2K4. Danh cao thủ, Facebook là Hoàng My. Ui, mẹ à, mày lên như con gái, bây giờ mới lên thôi. Liếm luôn lên lên. Hoàng My, 2K4, lên. Liếm luôn. Đó, ok. Đó, đúng, 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 đúng. Kệ nó quá mình đổ má mình vậy, mình bị đề mai mình giật kinh phong rồi. Nice thì phải sao hả? Rồi, 2 giờ đánh tiếp hả Sena? 2 giờ đánh tiếp hả? 2 giờ đánh tiếp.